Trước mắt toàn thể các bác đây là một mẫu xe sang đã qua sử dụng. Lúc mới ra đời thì chiếc xe này nó là vài tỷ đồng. Và ngày hôm nay em review và em quay lên cho các bác và bán cho các bác mình cái chiếc xe này chỉ bằng số lẻ của lúc mới thôi. Đấy là nhô 300 triệu đồng. Đấy, hơn 300 triệu đồng một ít xíu là các bác đã có thể mình mua được mẫu xe đẳng cấp, mẫu xe sang đến từ thương hiệu của Đức này rồi. Đấy. Mẫu này được mang tên là Mẹc C230 nhá. Một mẫu xe Mẹc bản đủ của dòng Mẹc C. Trang bị thì rất là nhiều những cái tính năng. Thì các bác nhìn cho em đây là có ghế trình điện bên phụ này. Đấy, ghế trình điện bên phụ nha, và có chế độ nhớ ghế nhá. Đây, nhớ ghế 1 2 3 đây, ba vị trí nhớ ghế luôn. Và bên kia cũng vậy, là cũng có thiết kế là ba vị trí nhớ ghế các bác nhá. Và bộ ghế da là da xịn nguyên bản theo xe. Đấy, da xịn nguyên bản theo xe, các bác nhìn xem. Da của nó vẫn còn rất là tốt này. Vẫn còn rất là đẹp này. Da xịn cao cấp nguyên bản theo xe lúc mới các bác nhá. Đấy, vẫn giữ nguyên được cái bộ ghế đẹp đẽ như thế này. Chiếc xe được mang tên là Mẹc C230 và được sản xuất năm 2009 với cần số là tự động. Và đây là cần số của chiếc xe. Đây, cần số đây các bác nhá. Đấy. Máy của xe là 2.5 các bác nhá. Máy 2.5 đấy ạ. Và bây giờ thì em sẽ quay các bác xem một số những tính năng của chiếc xe. Thì đây các bác nhìn xem là có cái màn hình nguyên bản theo xe nhá. Đấy, màn hình nguyên bản theo xe đây. Màn hình nhỏ, đầu đai giải trí cũng là theo xe luôn, và điều hòa auto được thiết kế nó là tự động các bác nhá. Đây, điều hòa tự động đây. Điều hòa tự động đây. Và đây là chìa khóa xịt nguyên theo xe nhá. Vô lăng 3-4 chấu, vô lăng 4 chấu này, tích hợp một số phím điều khiển. Đấy. Ở hai bên các bác nhá. Có túi khí được nằm ở giữa vô lăng này. Và đây là mặt đồng hồ của cái chiếc xe thì em qua cũng quay cho các bác mình xem luôn. Toàn bộ phần táp lô này. Rồi phần bốn táp ly cửa này nhá. Rồi phần ghế của chiếc xe này là được thiết kế bằng loại chất liệu da xịn cao cấp nguyên theo xe. Các bác nhìn xem một số vị trí da này. Đấy, da nó còn rất là mới luôn này. Đấy, bộ ghế da còn rất là mới nha các bác. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh để các bác nhìn về cái phần form dáng bên ngoài của mẫu xe Mẹc C230 này. Cái dòng xe C230 này đợt trước bên em toàn bán 839 thôi các bác ạ. Nhưng bây giờ đấy ạ, đấy. Năm nay thì nó rẻ hơn nhiều rồi. Năm nay chỉ còn hơn 300 triệu một tí thôi là các bác đã có thể mình mua về dùng rồi các bác nhá. Form dáng đến bây giờ thì các bác nhìn xem, thiết kế vẫn còn rất đẹp mắt đúng không ạ? Phần đèn hậu sau các bác nhìn thấy là có đèn LED này. Đấy, đèn LED này, rất đẹp, như bật đêm các bác nhá. Lốp dày, là dòng lốp nguyên bản theo xe. Tôn vỏ của dòng xe này rất là cứng và dày chắc chắn, rất là cứng luôn. Mang biển Hà Nội tên tư nhân. Các bác mua chiếc xe này mình lợi được cái biển số rồi đúng không ạ? Ở phía sau thì các bác có thể nhìn thấy là có bô kép này, rồi có mắt cảm biến chống va chạm, rồi có cả camera lùi. Đây, đèn đây các bác nhìn nhá, đèn đẹp chưa, đèn như mới luôn đúng không ạ, như mới luôn này. Lớp sơn của xe thì rất là mượt này, lốp dày là cả dàn các bác nhá. Đấy, tắt đi cánh cửa đây, keo chỉ còn zin. Đấy, keo chỉ zin và cú máy cú số của xe cũng vẫn còn zin nhá. Xe đời không cao thế nhưng mà độ zin của xe vẫn còn khá là cao. Nhiều con là làm lại rồi đấy ạ, những con này của em là vẫn còn zin các bác nhá. Bác nào mà thích xe chất, thích một mẫu xe sang chất lượng biển Hà Nội thì các bác mình đã tìm thấy chiếc xe này của bên em, cam kết đảm bảo về chất lượng cho thoải mái yên tâm. Xe chắc chắn là sẽ không có những cái lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước gì các bác nhá. Máy số thì cực ngon, giấy tờ chuẩn chỉ, an ninh pháp lý, sang tên thì các bác yên tâm rồi, bên em hỗ trợ sang tên đầy đủ cho các bác khi cần. Đây là phần mặt nạ ga lăng, các bác nhìn xem mặt nạ ga lăng của xe được thiết kế một cái logo ba cánh đây, rất to, được làm ở giữa mặt ga lăng này đúng không ạ? Và một số cái thanh này cũng đã được ốp lốc rồi các bác này. Và vị trí này đấy ạ, thì có một cái chỗ để cho mình rửa đèn pha nhá. Đấy, rửa đèn pha. Và đèn của chiếc xe là đèn bi cầu,
rất là sáng vào đêm đây. Và đây có những mắt cảm biến nữa nhá. Đây này, tròn tròn này các bạn này. Đây là mắt cảm biến đấy ạ. Đấy, đốt đây, các bác nhìn xem. Và có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương nữa các bác nhá. Và phần này đấy ạ. Đấy, phần này các bác thấy là cũng có nút bấm từ một chạm đây. Và có nút là để bật mở và chốt khóa đây. Và ngay bây giờ thì em sẽ mời các bác xem chi tiết về mẫu xe này, từng phần một các bác nhá. Bác thấy mình ưng chiếc xe này về dùng cho gia đình mình thì cùng xem và alo cho bên em để chốt giá đẹp nhất. Bên em sẽ để cho các bác giá của chiếc xe này là ok nhất các bác nhá. Các bác yên tâm là như vậy, sẽ có một mức giá thậm chí là tốt nhất thị trường luôn. Các bác nhìn xem cho em phần mép cửa này, lòng trong sơn xi xe rất sang bóng và vẫn là sơn zin các bác nhá. Đấy, vẫn là sơn zin luôn. Những cái đồ da này các bác nhìn này, những đồ da của cánh cửa xe này rất là mới luôn. Đấy, những phần tắp đi cánh cửa bốn cánh của nó đẹp đều nhau hết các bác nhìn này. Cái công tắc tím bấm ở phần cánh cửa nhá, nó cũng chưa bị bật và chưa bị mòn những cái phần ký hiệu ở trên cái công tắc này. Các bác nhìn xem đây nhá, đây nữa này. Đấy, không bị bật nhá, nhiều con là bật rồi đấy ạ. Và đây là cái phần tỉ tay của chiếc xe, cái đồ da này các bác nhìn xem, cái đồ da này của xe nó rất là ok này, tay nắm bám cũng chưa bị rách và chưa bị mòn này. Chỗ này có một cái công tắc bấm mở cốp các bác nhá, chỗ này là công tắc bấm mở đèn, bật đèn. Và đây là cái cần mà các bác điều chỉnh đi ga tự động. Đấy, khi mình muốn đi ga tự động đấy, mình không muốn đạp chân ga kia thì mình có thể là bấm vào cái cần này các bác nhá. Và cần này là cần gạt mưa và chỉnh đèn. Và vô lăng của xe được thiết kế là vô lăng điện. Đấy, vô lăng điện nhá. Mình có thể điều chỉnh lên xuống bằng cái công tắc này này. Đấy, đang thò lên các bác nhìn kìa. Đấy, và có thể là hạ xuống này, có thể nâng lên này. Đấy, rất hiện đại luôn đúng không ạ? Sàn của xe thì vẫn là sàn nỉ và được lót thêm một cái thảm trải ở trên nữa rồi. Đấy, các bác nhìn bên trong nỉ nó vẫn còn rất đẹp như này này. Rồi bây giờ em sẽ mở nhạc nhỏ một chút để cho các bác nghe tiếng em nói, không bị lẫn tiếng các bác nhá. Đây, bách cửa đây. Nó có bu lông ốp vít ở khu vực này các bác nhìn này, nó sáng đẹp. Đấy, ghế da cả bộ của xe vẫn còn rất ok nhá, các bác nhìn xem này. Các bác xem và mình có thể so sánh với lại những một xe khác đang có mặt ở trên thị trường. À, chỗ này thì có vị trí cho mình đựng đồ. Chỗ này có một cái vị trí đựng đồ nữa đây. Hai vị trí đựng đồ nhá. Và vị trí này là vị trí để cho các bác mình gạt tàn thuốc lá và châm thuốc lá luôn. Chân lý nguyên bản theo xe, không bị xấu kém gì. Và cái gối đầu này đó, cái gối đầu này nhá, nó có thể là nâng lên và hạ xuống. Đây các bác nhìn xem cho em này. Đấy, đang thò lên này. Và bây giờ em sẽ hạ nó xuống nhá. Đấy, bằng điện luôn đấy các bác. Và bên kia cũng vậy, ghế bên kia cũng vậy nhá. Rất hay. Đây, sơn siêu xe thì rất là bóng đẹp. Thôi bỏ cấm vừa rồi. Để mà nói về những dòng xe ô tô cũ, những dòng xe ô tô con thì em thấy là dòng xe mẹ với cái tôn là gần như là dày nhất luôn. Mà tôn dày thì các bác biết là cái độ an toàn nó đến đâu rồi đúng không ạ? Đây nhá, từng vị trí, từng góc cạnh một em đều quay làm sao kỹ nhất cho các bác xem. Các bác gần xa mọi miền tổ quốc cùng đón xem và cảm nhận. Được âm bên em đánh xe tận nơi cho. Miền Nam bên em cũng chuyển xe tận nhà được nhá. Đâu cũng được hết. Miền Bắc thì đơn giản rồi đúng không ạ? Các bác nhìn xem, rất sáng và đẹp. Gioăng cửa này đấy ạ. Bên trong thì bằng cao su, bên ngoài được bọc nỉ nhá. Bên ngoài được ốp lốp này. Bóc chốt khóa rất là sáng đẹp. Và bây giờ em đứng đây, em quay cho toàn thể các bác xem cái ghế đằng sau của nó. Ghế đẹp chưa? Không bị nhăn, không bị rách sứt gì luôn. Và vị trí phía sau này có một cái rèm để cho các bác che nắng nhá. Rèm bấm tự động luôn. Đấy, sàn nỉ này. Và đây chỗ này có một cái cửa gió thổi về hàng ghế phía sau. Cái này thì nó tuột ra cho em đập phát là xong thôi. Đấy, xong rồi ạ.
sàn ý trên dưới trước sau. Đây các bác xem, má ghế này là có cả túi khí an toàn các bác nhá. Rồi phần cột nhá, phần cột kia là cũng có túi khí an toàn nữa các bác nhá. Đấy, rất là nhiều túi khí luôn. Các bác ngồi lên những mẫu xe này thì độ an toàn nó thì quá cao rồi. Có xảy ra va chạm gì thì những mẫu xe này nó sẽ đảm bảo an toàn cho các bác nhất, đúng không ạ? Các bác ngắm nốt cho em phần sơn vỏ bên ngoài. Đây các bác nhìn xem, sơn đẹp, vỏ đẹp, không hề có lỗi tai nạn đập đụng gì các bác nhá. Khe mép kín đều. Vâng, bây giờ thì mời toàn thể các bác di chuyển sang khu vực bên đây để mình xem nhé. Các bác nhìn xem này, sơn lòng trong vẫn là sơn zin và cực bóng luôn. Các bác nhìn xem, cực bóng luôn nhé. Bốn tóc ly cánh cửa của chiếc xe này các bác nhìn xem, nó là đẹp đều như nhau hết, đúng không ạ? Đây, đều là chất liệu da. Chỗ này được thiết kế dạng kim loại, nhìn rất là hay. Cái này thì em bỏ đi được nhá, nó nói ra cắt đi thôi các bác nhá. Da xịn đấy các bác nhá, nhưng mà da làm lại đâu. Đây các bác nhìn này, vị trí tay thì nắm bám của chiếc xe nó còn ok như này luôn các bác. Bốn công tắc điện lên xuống bình thường. Và em quay gần một chút để các bác nhìn thấy cái độ đẹp của cái khu vực này. Đấy, ok chưa? Vách cửa đây, trong vách cửa đây. Đấy, tiếp theo này, chỗ này em quay kỹ một chút nhé, để em quay sơ rồi. Đấy, các bác cảm nhận thấy thế nào? Các bác đang ngồi xem cái clip này của bên em mà các bác chưa nhấn like và chia sẻ thì các bác hãy nhấn luôn nhá, nhấn luôn để ủng hộ em. Đấy, xin được cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Vách cửa đây, để các bác thấy ok chưa? Đấy, xong rồi đấy ạ, xong rồi, rất bên trong rồi. Sẽ là lần lượt các bác nhá, từng góc cạnh, từng chi tiết nhỏ thì các bác thấy em đều quay. Bên đây thì cũng giống bên kia thôi, là cũng có cái vị trí rửa đèn pha này, có những mắt cảm biến lùi này. Đấy, chỗ này là cái đèn pha của xe nhá, và các bác thấy có đèn bi cầu rất sáng vào đêm. Còn chỗ này là vị trí để cho mình móc vào để kéo nhau khi cần thiết, đúng không ạ? Đăng kiểm tháng 9 năm 22 các bác nhá. Kính của xe được bọc dán xung quanh rồi. Đấy, lớp sơn của xe đây, các bác nhìn xem. Sơn cỏ đẹp các bác nhá. Cũng có sinh nhan báo giữa LED nằm trên gương này, hai bên đều như nhau. Hôm nay em quay vào cái thời tiết khá là sáng đẹp, các bác có thể cảm nhận thấy được chất lượng của xe như thế nào. Rồi, tiếp theo, những vị trí mà thường xuyên em hay quay, đây là phần cua lốp là một này. Đấy, cua lốp thì các bác có thể nhìn thấy là cua lốp bên trong vẫn là cua lốp lỉ, đúng không ạ? Vẫn là lỉ zin, hơi bẩn một chút thôi. Và gầm đây, gầm tất nhiên là không bùng mọt rồi. Khó để mà thấy những chiếc xe mẹt bị bùng mọt các bác nhá. Và dòng xe này đi ạ, cái phần dưới gầm đều được nhà máy thiết kế ốp một cái tấm nhựa ở phía dưới. Đấy, ốp tấm nhựa này để chắn bùn đấy ạ, chắn bụi, chắn bùn các bác nhá. Đây em bắt đầu mở máy ra và giới thiệu cho các bác xem động cơ đây. Đấy, quay cho các bác ngắm ngay lập tức bây giờ các bác nhá. Máy 2.5 thì mức tụ nhiên liệu của chiếc xe C230 này nó dao động tầm khoảng trên dưới 10 lít trên 100 km các bác nhá. Đây, đây là phần động cơ khoang máy. Máy số ngon, bên em đã kiểm tra và test hết toàn bộ rồi. Test toàn bộ về máy số rồi các bác nhá. Chất lượng xe bên em bán luôn luôn là đặt lên hàng đầu, đặc biệt là máy và số các bác nhá. Cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về những vấn đề
kỹ thuật của chiếc xe. Những cái mà các bác nhìn thấy thì các bác có thể nhìn qua clip này, các bác mà không nhìn thấy, ví dụ như là máy số nhưng vấn đề lỗi của xe thì em đều được đảm bảo cho các bác yên tâm nhá. Cú máy cú số của xe là vẫn còn zin, các bác yên tâm, mình hoàn toàn yên tâm sử dụng trong một thời gian dài đối với những cái mẫu xe đẹp chất lượng như thế này. Các bác nhanh tay gọi điện cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389, ba số điện thoại bên em đang dùng liên tục và dùng cả Zalo theo ba số đó luôn. Các bác hãy kết nối để được tư vấn và để được chốt giá tốt nhất cho cái mẫu xe này và những mẫu xe khác bên em. Bên em còn nhiều xe lắm, tại thì đang có trên 100 đầu xe các dòng các bác nhá. Ưng mẫu xe nào báo bên em để bên em chốt giá đẹp nhất cho các bác. Và đặc biệt chiếc xe này cũng vậy, giá bên em đang đưa ra nó là nhích 300 triệu. Thì thường thì dòng xe này bây giờ hiện tại bên em đang bán tầm khoảng 32-33 các bác nhá. Và để có một mức tiền tốt hơn nữa, chốt giá đẹp hơn nữa thì mình nhấc máy gọi điện sớm bên em để thương lượng giá các bác nhá. Và các bác có thể trả giá để hai bên vào việc, có lãi là bên em sẽ xuất để cho bác thôi. Dạ vâng, video này em đã quay và giới thiệu xong cho bác rồi. Các bác nhanh tay nhấc máy gọi điện để sở hữu con xe này với mức tiền ok nhất các bác nhá.